Chào thầy và các bạn, em tên là Nguyễn Hoài Thương, lớp IBK34. Em xin trình bày video có nội dung một em bé đi vệ sinh trên sông có gây ô nhiễm môi trường hay không. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần hiểu rõ thế nào là ô nhiễm môi trường. Thì ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị ô nhiễm bởi việc đưa hóa chất gây ô nhiễm vào môi trường tự nhiên, đồng thời các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác động hại đến sức khỏe con người và các sinh vật khác. Tiếp theo, nếu một em bé đi vệ sinh trên sông, đó là việc thải phân và nước tiểu của mình vào môi trường nước. Các thành phần trong phân của một người bình thường không bị bệnh thì gồm có khoảng 75% là nước và 25% phần rắn còn lại. Trong đó có 84-93% là chất rắn hữu cơ. Các chất rắn hữu cơ này bao gồm 25-54% sinh khối vi khuẩn, 2-25% protein hoặc chất đạm, 25% carbohydrate hoặc thực vật không tiêu và 2-15% chất béo. Như vậy, đến đây ta thấy nếu một em bé hoàn toàn khỏe mạnh, đi vệ sinh trên sông, có làm cho các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, nhưng chưa gây hại đến sức khỏe của con người và các sinh vật khác, cho nên chưa thỏa khái niệm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nếu trong phân của đứa trẻ đó mang theo một số mầm bệnh như là vi khuẩn như Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Clostridium difficile, vảy tuẩn khỏa, vảy khuẩn tả, virus như là rotavirus, adenovirus, enterovirus, ký sinh trùng như là dung đũa, dung tóc, dung móc, dung kim, các đơn bào amip, các loại sáng. Các mầm bệnh này sẽ phát tán trong môi trường nước và truyền nhiễm đến người và sinh vật khác. Như vậy sẽ hoàn toàn thỏa mãn khái niệm ô nhiễm môi trường được nêu ở trên. Kết luận lại, việc một đứa bé đi vệ sinh ở trên sông có gây ô nhiễm môi trường hay không sẽ phụ thuộc vào việc trong cơ thể của đứa trẻ đó có chứa mầm bệnh để truyền nhiễm ra môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người và sinh vật khác hay không. Em xin hết ạ.